chào tất cả mọi người. Tiếp tục với series đập hộp review về các sản phẩm đến từ các ông trùm âm thanh như là Yamaha, Bose, JBL hay là Toa. Thì trong video lần này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Yamaha với dòng MGB. Và em này chính là em MGB16X. Đây là một sản phẩm được các Soundman đánh giá rất là cao bởi vì chất lượng âm thanh mang lại thì tuyệt đỉnh và với giá tiền thì rất là ok. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đập hộp em ý để xem là một sản phẩm chính hãng chúng ta sẽ mở ra và gồm có những gì nhá. Ok. Mặt trước của mixer MGP16X gồm có nút nguồn ảo 48V cho từng line, nút giảm âm lượng đầu vào 26dB, nút cắt tần số 100Hz. Tổ hợp núm màu trắng là khu núm điều chỉnh gain. Tổ hợp núm màu vàng là tổ hợp núm điều chỉnh bộ nén và âm sắc. Còn tổ hợp núm màu xanh lá là tổ hợp núm điều chỉnh tone, low, mid và high. Còn tổ hợp núm màu xanh dương, màu trắng và màu đỏ là tổ hợp núm điều chỉnh mức tín hiệu AUX, FX và PAN. Tiếp theo là nút on off cho từng line. Tiếp theo là thanh fader. Còn sang phía bên này thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là cổng kết nối digital và iPod hoặc iPhone. Và cuối cùng đó là màn hình hiển thị. Còn về mặt sau của mixer thì đây chính là khu vực chứa toàn bộ cổng kết nối đầu vào, đầu ra của mixer với các thiết bị khác như là loa, ampli, micro hay là nhạc cụ. Thật không quá lời khi nói Yamaha MGP16X được các soundman săn đón nhiệt tình bởi em này thì được ứng dụng vô cùng rộng rãi. Nó có thể sử dụng cho các buổi biểu diễn âm thanh chuyên nghiệp, các event hay là hội trường hay là phòng hội họp lớn. Và em này thì sở hữu các đặc điểm của nhà MGP nói chung với 8 đặc điểm nổi trội. Đầu tiên đó là sự tích hợp mic pre-amp D-Pre. Trang bị mic pre-amp D-Pre Class A giúp việc truyền âm thanh chân thực, chất lượng cao. Thứ hai là tích hợp bộ xử lý EQ Expressive. Bộ xử lý EQ Expressive độc quyền dựa trên công nghệ VCM nổi tiếng của Yamaha mang lại chất âm analog đích thực, mạnh mẽ nhưng dễ dàng kiểm soát. Thứ ba là kênh live stereo sử dụng DSP độc quyền. Kênh live stereo sử dụng DSP độc quyền với khả năng xử lý âm thanh mạnh mẽ. Thứ tư là bộ hiệu ứng digital kép cao cấp Advanced Rev X và Classic SPX. Bộ hiệu ứng Digital Cap, Advanced Reverb X và Classic SPX với 24 chương trình và hiệu ứng dành cho giọng hát, nhạc cụ, micro chuyên dụng được tích hợp trong cùng thiết bị, tạo ra chất lượng âm thanh sánh ngang với các mixer cao cấp ở phòng thu chuyên nghiệp. Thứ năm là bộ xử lý Compressor One-Knob chuyên nghiệp. Bộ xử lý Compressor thông minh cho phép sử dụng với nhiều nguồn âm khác nhau. Thứ sáu là sản phẩm này có thể kết nối digital cho iPod hoặc là iPhone một cách dễ dàng và linh hoạt. Đặc điểm số 7 đó là ứng dụng MGB Editor. Cho phép kết nối ứng dụng MGB Editor để điều chỉnh chi tiết những thiết lập DSP trên mixer, iPhone hoặc iPod. Và đặc điểm số 8 cũng là một điểm cộng cho dòng MGB của nhà Yamaha, đó là thiết kế bởi một chất liệu hợp kim vô cùng chắc chắn và bền. Thiết kế khung sườn thép phủ bột, chống va đập, tích hợp tay gắn tủ rack để lắp đặt dễ dàng. Bên cạnh việc sở hữu 8 đặc điểm của dòng mixer MGP của nhà Yamaha nói chung thì em MGP16X này còn có các đặc điểm ưu việt như sau. Nguồn điện sử dụng đa dạng. 10 mic input có hỗ trợ cấp nguồn phantom 48V và bộ lọc HPF ở mỗi channel. Bổ sung 2 TR input để nhận những tín hiệu từ các thiết bị analog hoặc iPhone, iPod.
16 line input gồm 8 mono và 4 stereo, 4 group bus và ST bus, 2 RX Sen và 2 FX Sen. Với các đặc điểm ưu việt như trên thì MGP16X thực sự là một em mixer có một chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh mà giá thành thì lại vô cùng hợp lý. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc mixer chuyên nghiệp cho ban nhạc biểu diễn, sân khấu hay là hội trường lớn thì em mixer MGP16X là một sản phẩm không thể bỏ qua vì đây được đánh giá là một trong những sản phẩm ok nhất trong tầm giá. Và để mua được sản phẩm chính hãng thì các bạn có thể tìm đến Trung Chính Audio. Trung Chính Audio là một đơn vị phân phối chính hãng của Yamaha cũng như rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng khác trên thế giới. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua sản phẩm tại đây. Để nhận được những thông tin tư vấn miễn phí về thông số kỹ thuật của sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0904 5758 56 và để đặt hàng thì các bạn hãy liên hệ tới số hotline 0902 188 722. Đừng quên subscribe kênh YouTube và có câu hỏi gì các bạn hãy comment dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Trung Chính Audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.